À, vâng, em xin chào quý vị. Này, hôm nay thì là theo yêu cầu của một vài bác khách thì em tìm cho các anh. Đây là một cái con giải mã Onkyo NBX hàng đẹp nhé, hàng đẹp. Đấy. Thì lần trước em có lên một cái con NBX hàng nó kém hơn một chút. Đấy. Thì nó bị sứt cái góc ở đây. Thì có anh khách anh đã lấy rồi. Thì bây giờ ở đây là em có một con hàng đẹp hơn, nó không bị sứt cái góc ở đây. Đấy. Em quay lên cho các anh theo những yêu cầu những anh mà em ơi tìm cho em con đẹp nó không sứt góc. Thì đây, con NBX này thì nó còn rất là đẹp nhá. Đấy. Vỏ phước của nó đây. Đấy. Vỏ phước của nó đây. Đấy, cái vấn đề đây là hàng bãi hàng cũ thì là trên vỏ máy hoặc là trên mặt máy nó sẽ có một vài vết nọ bên kia, nhưng với những con như thế này thì em thấy nó còn rất là ok, còn rất là đẹp luôn. Đấy. Quý thế không ạ? Rất là đẹp nhá. Đấy. Còn tất nhiên nên hàng bãi hàng cũ thì nó sẽ không tránh được một vài vết nọ bên kia rồi, nhưng mà con này thì ở một cái mức nếu nhìn tổng thể chúng ta có thể thấy nó còn rất là đẹp, còn quá đẹp luôn. Đấy. Và con này thì nó sẽ có chức năng công suất cũng như là giải mã để có thể là nghe nhạc từ điện thoại, từ tường quang tivi ra đủ hết nhá. Đây, mình muốn kết nối điện thoại mình có thể là cắm ở đường dock in, đường tiếp in ở đây, và kết nối một cái dây là 3.5 AV như thế này để mình nghe nhạc. Anh ngoài ra đằng trước mặt nó sẽ có đường line in để mình có thể cắm ngay trước mặt được luôn. Thì cái lúc đó thì mình sẽ phải dùng một cái dây là 3.5 tới 3.5 mình cắm vào cổng đấy để nghe nhạc nhé. Và ở đây có đường quang, đấy, đường quang này, đường quang đi cái tổ in này, đấy, đi tổ in, đường optical in. Đấy. Thì mình sau khi mình kết nối đường quang xong thì mình sẽ cần chuyển đường quang về đúng vị trí của nó để mình làm giải mã nhé. Ví dụ như chính xác thì nó nhìn hơi tắt. Mấy con này thì mình có thể làm giải mã được. Đấy. Bằng cách là mình kết nối đường quang vào đây, sau đó mình out tín hiệu AV từ đường tape out hoặc đường dock out, mình đưa sừng dây âm đi to của chúng ta để mình làm giải mã quang ra AV. Với những cái dòng âm ly mà nó không có đường quang ở trên âm ly thì mình có thể làm như vậy để mình làm giải mã quang ra AV được. Đấy, và mình có thể kết nối thêm cái con này với những cái loa mini đang có sẵn ở nhà của chúng ta mà đang bị thừa, chúng ta có thể là kết nối một đôi loa vào đây. Đấy. Công suất của cái máy này nó khoảng tầm 48 46W này, điện 100V này. Thì với cái mức công suất này và với cái mức trở kháng của nó là 4 đến 16 ôm như này thì nó kéo một đôi bát khoảng tầm 14 đổ về rất ok nhá. 14 đổ về rất ok. Đấy. À, và nếu như mình kết nối vào đây thì mình hoàn toàn có thể là nghe đường quang trực tiếp từ đây ra cái loa mini luôn. Còn nếu như mình không có loa thì mình có thể kết nối xuống dưới âm đi to để mình làm quang giải mã quang ra AV để mình nghe ra loa to nhá. Thì mình cắm dây quang vào đây và mình out tín hiệu từ đường tape out ra đây hoặc đây. Đấy, đường tape out ở đây hoặc đường dock out ở đây. Đấy. Dây AV nhá, mình mua dây AV cắm ở đây đây. Đấy, cắm như này cho cắm vào đây. Hai đầu AV còn lại mình cắm xuống dưới âm đi. Đấy. Mình cắm vào đường nào thì mình chuyển cổng về đường đấy. Ví dụ như mình cắm đường AUX thì mình chuyển vào đường AUX của trên âm đi. Đấy, mình cắm vào cổng CD ở trên âm đi thì mình phải chuyển về cổng CD ở trên âm đi. Đấy, sau đó toàn bộ quá trình cái việc to nhỏ âm thanh ở trên to nhỏ âm thanh thì mình sẽ sử dụng trên âm đi hết, là vặn âm lượng âm đi lên để cho tiếng to lên, vặn âm lượng nhỏ xuống để tiếng nhỏ đi, chỉnh bass test trên âm đi hết nhá. Vâng, đấy. Đấy, ok. Đó. Đấy. Thì đây là vừa rồi em đang ví dụ cho quý vị cách cắm để cho quý vị xem thôi. Còn ở đằng trước mặt em đang có cắm sẵn một cái dây 3.5 ra 3.5 để cắm vào đường line in đây rồi. Thì chúng ta sẽ cùng test với em ở cái đường line in nhá. Đấy, nhưng mà trước tiên thì ở đây là con này nó sẽ có cả CD nữa, thì em cứ test trước cái CD trước nhá. Cái này thì em cũng xin nói luôn là em test thêm CD thôi. Còn đâu là cái chức năng này thì em cũng sẽ không bao chạy chức năng này. Nhưng mà em cứ test thêm cho các anh, vì nhiều anh là vẫn vẫn hay hỏi chức năng này, thi thoảng có người hỏi. Còn đâu chủ yếu là các anh về là làm bán, chủ yếu là về các anh là lấy công suất với lại lấy giải mã để các anh ấy làm để các anh nghe nhạc trên TV Smart số hoặc là trên điện thoại ra thôi. Còn cái này thì gần như các anh không quan tâm lắm. Nhưng mà ở đây nó có thì em cứ test lên thêm. Nó chạy được thì là cái tốt, không thì thôi nhá. Còn chạy được các anh cứ về các anh dùng. À, khi nào nó cái mắt nó kém rồi thì các anh có thể mang ra các anh thợ các anh thay mắt sau. Còn bây giờ dùng được cứ dùng nhá. Đấy. Và lưu ý là nếu như muốn cho cái tuổi thọ mắt nó cao thì nên dùng những cái đĩa xịn. Những cái đĩa như này thì em chỉ, đây là những cái đĩa tự ghi và em chỉ thử ở đây là thử xem để là cái mắt này nó còn tốt hay không. Vì thường những nếu như mắt nó còn tốt thì nó sẽ đọc được cả những cái đĩa này, còn nếu mắt nó kém thì nó sẽ không đọc đến cái đĩa này nữa. Đấy, như con này thì quý vị thấy là mắt nó cũng còn khá là tốt nên là vẫn còn đọc được các cái đĩa này nhá. Đấy.
SD đấy nhá. Đấy nhá, CD đây. Vẫn đang đọc nhá. Còn cái chức năng đường quang này, mình muốn chuyển đường quang thì mình ấn input ở đây và chuyển đường quang là được thôi. Input ở đây chuyển khi nào nó ra chữ digital thì thôi. Đấy. Thế nó ra đường quang thôi. Nếu mình có loa mình kết nối vào đây, quý vị có thể thấy là to nhỏ, mình có thể là to nhỏ cái volume ở đây để mình là điều chỉnh độ to nhỏ trên cái loa, đưa để đưa cái độ to nhỏ ở đây thì mình sẽ đưa được công suất ra cái loa này, để muốn nghe to thì bạn lên to, muốn nghe nhỏ thì bạn nhỏ xuống để nghe thay loa tivi được, ok nhá. Kết nối thêm một đôi loa mini vào đây thoải mái được luôn. Đấy. Đường quang chạy ok này. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chân đêm thôi. Soi bóng đời bằng tiếng vỡ nát, nghe xót xa nổi lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Ok chưa? Đừng quan trọng ok nhá. Đấy, bây giờ em sẽ thử cho quý vị thêm một cái đường cắm điện thoại nữa ở đằng trước mặt. Đây là đường này in này. Đây thì chúng ta muốn cắm đường ở trước mặt đây cho nó tiện thì là chúng ta sẽ cắm như sau này. Mình sẽ mua cho em một cái dây 2 đầu 3.5. Một đầu 3.5 cắm ở đường này in của trước mặt. Đấy. Và một đường còn lại cắm ở cổng tai phone của máy tính của điện thoại. Bác nào những cái chân đặc biệt thì có thể mua cái dây chuyển ở trên điện máy xanh, Thế Giới Di Động hoặc các cái cửa hàng bán phụ kiện điện thoại. Thì cắm nó vào, ví dụ như có một số bác không có cổng tai phone nhá, mà chỉ có chân sạc ở đây này, cắm một cổng chân sạc thì mình sẽ cần mua một cái dây chuyển đổi từ chân sạc sang cổng tai phone để cắm vào để nghe nhạc ra nhá. Đấy, thì nó sẽ có những cái chân chuyển như vậy. Thì các bác ra những cái chỗ bán phụ kiện điện thoại và điện máy xanh Thế Di Động mua nó sẽ có nhá. Đấy, nhưng mà cái này ít thôi, trường hợp ít thôi, còn đâu hầu như sẽ là cái dây này nhá. Sau khi mình chuyển xong, mình cắm thao tác cắm xong thì mình sẽ chuyển đường vào sang đường line, là sẽ có tiếng ra ngay. Nếu như thế là ở đây là em đang dùng điện thoại em phát nhạc này. Đấy. 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 Thì trên điện thoại đấy thường nó sẽ hơi nhỏ hơn CD một tí và qua một tí thì chúng ta sẽ phải vặn tiếng lên thêm nhá. Ok. Đấy nha, đường điện thoại chạy ok này, đường quang chạy ok này. Thì mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ cho bên em qua số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 giúp em. Và em xin chào các anh ạ.